Cảm ơn quý vị vẫn đang theo dõi chương trình tin tức sau đây là phần điểm tin Việt Nam bảo vệ Tổng thống Trump, Mỹ kiểm soát kỹ lưỡng săn mua của Việt Nam. Báo tuổi trẻ cho hay là đến 4 giờ 30 ngày 21 tháng 2 năm 2019 đã có 3 chiếc C-17 với biệt danh Globe master của không quân Mỹ xuất phát từ Nhật Bản, hạ cánh xuống phi trường nội bài, chở theo các xe bồn chuyên chở nhiên liệu. Tờ báo này cho biết là những chiếc xe bồn này sẽ được dùng để chứa và tra nạp nhiên liệu, jet A1 dùng cho máy bay trong đoàn tháp tùng Tổng thống Donald Trump đến tham dự thượng đỉnh Mỹ Triều lần 2 vào tuần tới ở Hà Nội. Phía Hoa Kỳ sẽ mua loại xăng Jet A1 của công ty trách nhiệm hữu hạn, một thành viên nhiên liệu hàng không Việt Nam Skypack. Tuy nhiên, họ sẽ xét nghiệm xăng ngay sau khi nhận được. Nếu thấy đạt chất lượng, họ sẽ hút lên các xe bồn mà máy bay C-17 mang tới, rồi dùng xe này bơm xăng cho máy bay chứ không dùng xe chở nhiên liệu của Skypack để đủ nhiên liệu nạp cho các máy bay trong đoàn dự hội nghị thượng đỉnh Mỹ Triều, phía Hoa Kỳ dự kiến sẽ mang tới Việt Nam 10 xe bơm nhiên liệu. Tin cho biết cũng trong chiều cùng ngày, phía Mỹ đã thử động cơ và cánh hoạt, hoạt trực thăng Marine One tại phi trường Nội Bài. Đây là trực thăng chuyên chở Tổng thống Donald Trump đã được máy bay vận tải xe 17 chở đến Nội Bài vào chiều 20 tháng 2. Thưa quý vị, Ngoại trưởng Cộng sản Việt Nam thăm Đức nhằm nối lại quan hệ. Đức các buộc Cộng sản Việt Nam vi phạm luật pháp quốc tế vì vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh. Trịnh Xuân Thanh bị áp giải ra tòa án ở Hà Nội vào ngày 8 tháng Giêng 2018, trong lúc công luận đổ dồn sự chú ý vào hội nghị thượng đỉnh của Tổng thống Trump và Chủ tịch Bắc Hàn Kim Jong-un sắp diễn ra tại Hà Nội, có một chuyến công du quan trọng của giới lãnh đạo Việt Nam và mang tính quyết định về việc liệu Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu, gọi tắt là EVFTA, được thông qua hay không các nhà nước, báo nhà nước ở Việt Nam cho hay là phó thủ tướng, bộ trưởng ngoại giao có chuyến thăm Đức trong 2 ngày 20 và 21 tháng 2. Bản tin của Reuters hôm 21 tháng 2 tường thuật, ngoại trưởng Đức Heiko Maas cho biết trong cuộc họp với người đồng cấp Việt Nam, họ thảo luận về việc tái lập lại quan hệ ngoại giao giữa hai nước sau những khác biệt về quan điểm trong quá khứ về vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh ở Berlin. Hãng tin Anh Quốc cũng dẫn nhận định của ông Maas rằng Việt Nam là đối tác quan trọng của Đức ở Đông Nam Á đức hiện là đối tác thương mại hàng đầu của việt nam tại châu âu hôm nay chúng tôi muốn đạt thỏa thuận về việc tái lập lại quan hệ đối tác chiến lược giữa việt nam và đức và lấp đầy nó với chất liệu mới reuters trích dẫn thông cáo của ông mars theo reuters thì thông cáo của ngoại trưởng đức nói trong cuộc gặp với ông ngoại trưởng cộng sản việt nam ông nhấn mạnh tầm quan trọng của nhân quyền và các giá trị phổ quát trong bất kỳ quan hệ đối tác chiến lược nào thực quý vị vợ nhà hoạt động Trương Minh Đức bị câu lưu sau chuyến đi vận động nhân quyền ở Diều. An ninh Cộng sản Việt Nam đã câu lưu bà Nguyễn Kim Thanh, vợ tù nhân lương tâm Trương Minh Đức, sau khi bà có chuyến đi vận động trả tự do cho chồng bên Diều. Sau khi đáp xuống phi trường quốc tế Tân Sơn Nhất ở Sài Gòn vào khoảng 8 giờ sáng ngày 21 tháng 2, bà bị an ninh Cộng sản cửa khẩu nhập cảnh giữ lại đến 13 giờ cùng ngày. Trong thời gian bị câu lưu, bà bị đưa vào một phòng và bị tra hỏi đi đâu và gặp những quan chức ngoại quốc nào trong chuyến đi từ giữa tháng Giêng. Sau đó thì công an đã tịch thu passport của bà và hẹn ngày mai đến sở công an để làm việc. Ông Trương Minh Đức, Phó Chủ tịch Hội Anh Em Dân Chủ, bị bắt vào ngày 30 tháng 7, 2017 với cáo buộc hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Năm 2018, ông bị kết tội với mức án 12 năm tù giam và 3 năm quản chế. Hiện ông đang bị giam giữ ở tỉnh Nghệ An với điều kiện giam giữ hà khắc. Bà Nguyễn Kim Thanh đã sang Geneva để trong dịp kiểm định định kỳ phổ quát UPR của Việt Nam, tức là ngày 21 tháng Giêng 2019, cùng với một tổ số tổ chức của an ninh xã hội. Sau đó, bà có được gặp quan chức Bộ Ngoại giao Đức để trình bày về tình trạng tù nhân lương tâm ở Việt Nam bị đối xử nghiệt ngã. và cũng đề nghị các chính phủ dân chủ và tổ chức nhân quyền quốc tế gây sức ép buộc nhà cầm quyền ở Việt Nam trả tự do cho chồng bà và các tù nhân lương tâm khác. Thưa quý vị! không giải quyết được nạn kẹt xe, chính quyền Cộng sản cấm xe vào trung tâm Sài Gòn. Báo VN Express vào ngày 21 tháng 2 loan tin, Sở Giao thông Vận tải Sài Gòn vừa có đề nghị cấm xe gắn máy vào một số khu vực trung tâm thành phố như là quận Nhất, quận 3, quận 5 và quận 10, Phú Mỹ Hưng, khu đô thị mới thủ thiêm để mong chấm dứt được tình trạng kẹt xe. Và tới đây sẽ tổ chức phản biện và đệ trình lên Thường trực Sài Gòn. Đề nghị này có đưa ra giải pháp để giải quyết nạn kẹt xe là Đối với xe hơi thì muốn đi vào trung tâm thành phố phải nộp tiền lệ phí với tên gọi là lệ phí kẹt xe và ô nhiễm môi trường, thời gian thực hiện là giai đoạn từ 2021 đến 2025. Ngoài ra phải hạn chế lượng xe hơi ghi danh mới, xe có biển số ở tỉnh khác được đi vào thành phố theo lộ trình, phải sắp xếp giờ làm việc, giờ học lệch ca để giảm lượng giao thông giờ cao điểm. Việc hạn chế lưu thông đối với các loại xe gắn máy sẽ được thực hiện theo lộ trình từng địa điểm sau khi cấm xe gắn máy vào trung tâm thành phố sẽ để giải quyết nhu cầu đi lại của người dân thì nhà cầm quyền cũng phát triển hệ thống giao thông công cộng như là xe buýt cho người dân Sài Gòn thưa quý vị. Cộng sản Việt Nam giảm 10% quân số cho dù biển Đông căng thẳng. Báo VN Express vào ngày 20 tháng 2 loan tin ông Phó quân chủng Hải quân Cộng sản Việt Nam đã cho giảm 10% quân số quân chủng theo lệnh của Bộ Quốc phòng đơn cử như cơ quan chính trị của quân chủng sau khi giảm quân số chỉ còn lại những lãnh đạo và 2 đến 3 người lính. Theo đó thì trong năm 2018, quân chủng đã chuyển 4 khu của cơ quan kỹ thuật về 3 vùng hải quân và sáp nhập công ty 128-129 vào tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn. Một số trung lựa đoàn cũng sẽ được sáp nhập để vùng về vùng nhằm thuận tiện cho cai quản. Trung tướng Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Cộng sản Việt Nam cho biết, có 16.000 sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên chức quốc phòng đã được cho giải ngũ, đó là chưa tính số lao động hợp đồng của các đơn vị. Ngoài ra quân ủy trung ương ra lệnh sắp xếp 88 công ty quân đội, còn 17 công ty. Các trường dạy nghề trong quân đội gồm cao đẳng trung cấp cũng đã được thoái vốn, giải thể hoặc là cổ phần. Hành động trên của Bộ Quốc phòng Cộng sản Việt Nam được thực hiện trong bối cảnh các cuộc tranh chấp về chủ quyền trên biển Đông ngày càng gia tăng và Trung Cộng ngày càng có nhiều hành động quá khích trên vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam. Thế nhưng phía Cộng sản Việt Nam đã phản ứng bằng cách im lặng và giảm thiểu lực lượng, thưa quý vị. Ông Tổng Bí thư Cộng sản Việt Nam né khi Kim Jong-un đến Việt Nam. Tổng Bí thư Kim chủ tịch nước Cộng sản Việt Nam đi thăm hai nước Campuchia và Lào vào đúng dịp. Chủ tịch Bắc Hàn Kim Jong-un thăm Việt Nam, rồi sau đó họp thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Người ta nhìn thấy đây là một diễn biến có vẻ không bình thường, để dẫn giải tới nhiều suy đoán khác nhau trong mối quan hệ giữa hai nước cộng sản anh em. Từ trước tới nay không lộ ra những bất đồng bên ngoài có thể nhìn thấy. Truyền thông Cộng sản Việt Nam hôm thứ tư, 20 tháng 2, 2019, đưa tin theo bản thông báo của Ban Đối ngoại Trung ương, nói Tổng Bí thư, Chủ tịch nước sẽ thăm hữu nghị chính thức các nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào từ 24-25 tháng 2 và thăm cấp nhà nước Vương quốc Campuchia từ 25 đến 26 tháng 2. Bộ Ngoại giao Campuchia cũng đã ra một bản thông cáo báo chí xác định chuyến thăm xứ chùa Tháp của ông Tổng Bí thư Cộng sản Việt Nam với các chi tiết không những ông gặp Thủ tướng Hun Sen, Chủ tịch nước Bunhan Vorachit, vua Norodom Sihamoni, mà ông còn đến chào cả bà Hoàng Thái hậu Monica, thăm viếng cả vị thủ lệnh giáo hội Phật giáo Campuchia. Thưa quý vị. Nhiều người tố cáo những bê bối ở phi trường Tân Sơn Nhất sau khi ông Hoàng Anh Tuấn, đại sứ Việt Nam tại Indonesia, tố với báo thanh niên về việc hành lý bị hư hỏng liên tục khi quá cảnh phi trường Tân Sơn Nhất, lập tức ngày 21 tháng 2, 2019, nhiều người dân tố thêm về những bê bối của phi trường này. Anh Bùi Văn Long ở Sài Gòn cho hay, Tết kỷ hợi vừa qua, anh bay từ Sài Gòn ra Nội Bài, do hai vali đều có hàng dễ vỡ, nên anh Long đã quấn ni lông lại tại phi trường và khai báo khi gửi hành lý với Vietnam Airlines. Thế nhưng khi về tới nhà mở ra, thì mới biết một vali bị gãy và bung tay cầm ngang, mấy món đồ dễ vỡ bên trong cũng bị nứt mẻ. Anh Võ Công Lý cho biết là tôi đi từ Đà Nẵng về Tân Sơn Nhất. Tôi có mua mấy chai rượu và gói kỹ lượng, có để chữ hàng dễ bể. Nhưng đến khi nhận được hành lý thì rượu đã bể chảy nước, đành cắn răng chịu đựng. Còn chị Thúy Liễu thì nói với báo Thanh Niên, việc kêu về nước chơi sợ nhất là việc mất đồ trong vali. Nếu minh bạch công khai như lắp camera quan sát cho hành khách vận chuyển hành lý từ máy bay đến băng chuyển thì thử xem tình hình có cải tiến không. Người nhà tôi đã bị mất trộm đồ trong vali vài lần, mà toàn là ở những vali có đồ đắt tiền như đồng hồ thủy sĩ, thiết bị điện tử cầm tay như máy game, máy nghe nhạc, nước hoa xịn, giày xịn. Thang ôi, thật là buồn và hãi hùng thai thưa quý vị. vừa rồi là phần điểm tin thế giới, Hoa Kỳ và Việt Nam. Jenny xin thân ái tạm biệt quý khán giả của đài truyền hình Việt Mỹ. Chúc quý vị có một cuối tuần đầy an lành và hạnh phúc.